Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang chứng kiến một bầu khí của mùa Giáng sinh trong đại dịch Corona. Vì vậy mà chúng ta có một cái không gian chật hẹp và cũng có những cái điều kiện không có được thoải mái bên ngoài. Chúng ta cảm nhận những cái giây phút khao khát ơn cứu độ, cũng là niềm khao khát được hòa bình, thế giới được thịnh vượng và cuộc sống thoát khỏi dịch bệnh. Đó cũng là niềm khao khát cả thế giới. Và giờ đây chắc chắn chúng ta dùng giây phút như là thời gian lắng đọng, thời gian sống mầu nhiệm qua hai kim chúa làm người. Thật sự trong tâm hồn chúng ta hãy hướng tâm hồn về trung tâm của lễ đài, và chúng ta sẽ tìm thấy được ơn cứu độ và niềm vui để đem lại cho cuộc sống mỗi ngày trong đời theo Chúa của chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu nhờ một cái nghi thức. Xin mời.
đức đức vài vài xin đáng đáng sống sống vì theo theo tức côn trùng và thú rừng. Đức Chúa Trời rất hài lòng về những thứ người đã tạo dựng và phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người giống hình ảnh ta, để cai quản các loài cá nghiệp, chim trời, súc vật, cây cối, sông ngòi và tất cả đất đất. Vậy là của ban đầu, những thứ Chúa tạo dựng cho con người đều rất tốt đẹp. Nguyên thủy, Thiên Chúa đã dựng nên con người bằng tình yêu thương đặc biệt. Người đã ban cho họ được cảm nếm hạnh phúc trong hôn nhân, để tình yêu ngày càng triển nở từ gia đình ra ngoài xã hội.
Người trao cho họ quyền làm chủ cá biển, chim trời và các loài dã thú khắp mặt đất. Người cho họ một gia đình rộng lớn để yêu thương và chăm sóc. Ban đầu, người chỉ dựng nên một bản thể duy nhất là Adam. Rồi từ xương sườn của Adam, người dựng nên Eva. Như vậy, họ không phải là hai, nhưng chỉ là một thân xác. Giao ước hôn nhân mà họ ký kết không phải với đối tác mà là với chính bản thân mình. Mầu nhiệm này được sánh ví với tình yêu của Đức Kitô và Hội Thánh. Ngay từ thuở ban sơ, những người trẻ đầu tiên của nhân loại là Adam và Eva đã sớm đánh mất hạnh phúc viên mãn chỉ vì những hấp dẫn nhất thời chóng qua. Con người đã không biết gìn giữ ân sủng Chúa ban. Chỉ vì tham vọng mà con người đã sẵn sàng từ bỏ Thiên Chúa. Sau bao nhiêu điều tốt đẹp Thiên Chúa đã dành cho con người, con người vẫn phản bội lại Thiên Chúa vì tham lam, vì kiêu ngạo, vì ích kỷ, nhỏ nhen. Tiếc thay, con người đã nhầm lẫn tự do mà Chúa đã ban cho con người để thống trị bản năng với luật lệ tù túng. Vì vậy mà họ đã chọn sai. Hệ lụy của nó là con người không còn coi nhau như một xương, một thịt. Họ bắt đầu phân biệt bản thể và đời sống gia đình, có nhiều nguy cơ gặp bất hạnh. Xuất phát từ sự phản bội Thiên Chúa, con người dễ dàng phản bội nhau. Hệ lụy đó đã di truyền đến con cháu đời sau, khiến con người mãi chạy theo ảo ảnh trần gian mà quên mất hạnh phúc vĩnh hằng. Từ đó, con người ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Con người ngày càng xa rời Thiên Chúa mà chọn lấy cái chết. Con người đã tự chuốc lấy đau khổ cho mình, cũng như đất tự phát sinh gai góc. Thôi rồi, dị đàn đã mất. Màu hồng tươi đẹp của vầng trời hừng đông đã sớm bị thay thế bởi màu xám bạo dông. Con người trở nên xa lạ với Chúa và với nhau. Mới ngày nào, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, sao bây giờ lại là chính con đà rạn bà đã xúi dục tôi. Mới ngày nào, mình với ta, tuy hai mà một, giờ đã là tuy một mà hai. Nhưng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, không nỡ để con người đắm chìm trong tội lỗi và phải chịu hủy diệt muôn đời. Người đã hứa ban chính ngôi lời của Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Bởi vì tội phạm đến Thiên Chúa lớn vô cùng, nên chỉ có một đấng vô cùng mới chuộc được tội này. Tuy nhiên, con người không tha thiết chờ mong thì đấng cứu thế không có cơ hội để giáng trần. Xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp lòng thống hối, nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho nhân loại qua vũ khúc Ngàn Mây Ơi.
tháng năm, từng giây ngóng chờ gieo mưa đi. Mây mây ơi, trần đời khấn xin, lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Trần gian mong mong đừng chỉ hoan nữa, xin đến cứu độ mỏi mòn trong Chúa, đôi mắt quen lệ mưa. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. Đừng thương đau dạ rời trên đường, lần trong đêm mong ngày bừng sáng lên. Chúa, Chúa ơi, tội con ngất trời. Cha, Cha ơi, xin thương yêu một lần thứ ba. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Trần gian mong ngóng đừng chỉ hoan hỉ, xin đến cứu độ mỏi mòn trong Chúa, đôi mắt quen lệ mờ. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Học sáng lên bình minh chói ngời, cho say mê đưa con đi về đời thánh em. Lạy trời thương đói mưa xuống cho lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Trần gian mong mong đừng chỉ hoan hỉ, xin đến cứu độ mỏi mòn trong Chúa, đôi mắt quen lệ mưa. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Trần gian mong mong đừng chỉ hoan hỉ, xin đến cứu độ mỏi mòn trong Chúa, đôi mắt quen lệ mờ. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài. Yeah.
ơn cứu độ đã được hứa ban, nhưng Thiên Chúa vẫn cần sự đáp trả từ phía con người. Những người trẻ sẵn sàng gánh vác trọng trách, những người trẻ dám từ bỏ và dấn thân, những người trẻ đức độ và bao dung, những người trẻ biết tìm thánh ý Chúa hơn là theo đuổi ý riêng. Và giờ đã điểm, đã có những người trẻ như thế xuất hiện trong dân riêng của Chúa và dũng cảm bước vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vào thời điểm sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, mẹ cũng là một người trẻ. Mẹ đã lắng nghe, suy đi nghĩ lại trong lòng và quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Và một khi đã thưa xin vâng, mẹ dấn bước với tất cả tình yêu trung tín, kể cả trong những lúc khó khăn và thử thách nhất. Kính chào Đức Maria người đầy ân sủng, kính chào người được diễm phúc Đức Chúa ở cùng. Cô sẽ mang thai sinh một nam nhi trẻ thơ, tên là Giêsu, là Đấng Cao Trọng, là Con Đức Chúa. Quyền năng ngài dợp bóng trên cô, nên trẻ thơ được sinh ra là Đấng Tin Tuyền, là Con Chúa Trời. Hãy nhìn xem người chỉ dấu yêu đã có tin mừng, bởi vì Chúa đầy quyền năng, không gì gian khó Chúa không thể làm. Xin vâng như lời ngài nói, anh xưa
sau tiếng xin vâng của mẹ Maria, kỷ nguyên cứu độ đã được mở ra cho nhân loại. Và cùng cộng tác với mẹ Maria có một người trẻ tên Giuse, toàn tâm toàn ý thực thi thánh ý Chúa. Nhờ vậy, người được ban cho danh hiệu Đấng Công Chính. Có Chúa trong gia đình, vâng, đó là niềm hạnh phúc của Giuse và mẹ Maria. Còn người trẻ chúng ta hôm nay cũng theo đuổi và tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc của ta có chỗ cho Chúa không? Hay chỉ vì ham mê hưởng thụ những tiện nghi vật chất, những lạc thú chóng qua, mà ta đã vô tình đẩy Chúa ra khỏi gia đình, khỏi cuộc đời mình? Và đêm hôm ấy, giữa cánh đồng Bethlehem hoang lặng, có hai người trẻ lặng thầm và tín thác lê bước tìm chỗ trú qua đêm. Sau những từ chối của ích kỷ, tham lam và hưởng thụ, ngôi hai Thiên Chúa vẫn cất tiếng khóc chào đời để yêu thương và tha thứ. Tiếng hát thiên thần chính là hồi chuông cuối để cảnh tỉnh con người. Nhưng tiếc thay, nhiều người trẻ vẫn còn luyến tiếc chăn ấm nền êm. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp lời ca khen chúc tụng Chúa qua vũ khúc Thiên Thần. Mau nào cùng về Bethlehem cùng đi.
theo dẫn đường của trời. Dù xa xôi, dù đường dài nhiều chông gai, vàng bạc xin tiến dâng lên bao nhiêu hương mộng dừa. Nào mau đi, cùng nhìn về vì sao, mau nào cùng về Bethlehem cùng đi. Noel, Noel, đêm hồng phúc giao kết đất trời. Noel, Noel, đêm an bình đến cho con người. Noel, Noel, ngàn tinh tú lung linh giữa bầu trời, từng câu hát vang vang khắp muôn nơi, mừng Thiên Chúa Giáng sinh cho đời. Kính mời cộng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn cùng nguyện dâng lời cầu xin cùng với Ngài Nhi Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, Chúa sẵn sàng từ bỏ ngôi vị cao sang, xuống thế làm người thấp hèn, để chúng con có cơ hội tìm lại hạnh phúc viên mãn là làm con Thiên Chúa. Vậy mà những người trẻ chúng con lại theo đuổi những thứ hạnh phúc ảo huyền, nơi tiện nghi vật chất của trần gian. Chúng con chưa dám nhảy xuống đường đua để gánh lấy sứ mạng, cho dù phải vắt kiệt sức mình. Chúng con chưa dám từ bỏ vùng an toàn của riêng mình để xông pha dặm trường gian khổ như Thánh Giuse và mẹ Maria khi xưa. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương những người trẻ như Abe, Thánh Giuse và mẹ Maria, luôn nỗ lực để thánh ý Chúa được thực hiện. Nhờ đó, đời sống và hạnh phúc của gia đình chúng con luôn có Chúa hiện diện, và ơn cứu độ của Chúa ngày càng triển nở nơi mỗi người chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa đi lại chặng đường lịch sử của chương trình cứu độ. Giờ đây, chúng ta trong phim Giải Lao sẽ kính mời xem tiết mục hòa tấu của nhóm violon và mandolin của giáo sư. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta hân hoan mừng Chúa Giáng sinh năm 2020, cũng là thời điểm mà cả giáo xứ đón mừng năm thánh 50 năm thành lập giáo xứ, 50 năm trang hòa ơn Chúa, 50 năm dồn thấm ân tình các bậc thiền nhân. Chính Chúa qua các gia quản xứ, phó xứ, các thầy, các sơ cùng các bậc tiền nhân đã quy tụ đàn con phiêu bạc từ muôn phương về đây, đã cưu mang, che chở và dìu dắt chúng ta qua văn qua bao khó khăn để lớn lên từng ngày như hôm nay. Trong tâm tình tri ân nhân ngày mừng đón Chúa Giáng sinh, chúng con vui mừng giới thiệu một đứa con của giáo xứ vừa hình thành. Đó là nhóm violin và mandolin vừa thành lập cách đây vài. Nhóm đàn này sẽ kết hợp với ban kèn và ca đoàn thiếu nhi giáo xứ, sẽ cùng trình bày một tác phẩm kinh điển về Chúa Giáng sinh, bài Andante Fidelis. Chúng con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha sở, cha phó, thầy sứ, quý sơ, hội đồng mục vụ giáo xứ đã cho phép và tận tình nâng đỡ để chúng con có cơ hội được góp phần bé nhỏ phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Chúng con cũng cảm ơn các vị ân nhân đã tài trợ kinh phí, quý phụ huynh đã cho phép và khích lệ chúng con tham gia công việc hữu ích này. Nguyện xin Chúa hài nhi ban muôn ơn lành hồn xác cho quý vị, và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ, khuyến khích để chúng con ngày một thăng tiến hơn trong sứ mệnh tôn vinh Chúa qua công đoàn giáo xứ.